Xin chào các bạn, chắc có hẳn các bạn đã coi phim Hoàng Cháu Cách Cách. Tô Hữu Bằng, nhân vật nam trong phim Người Yêu của Triệu Vy, rất là dễ thương. Sau khi nghiên cứu ngoài đời thì sau nhiều năm giấu kín, cuối cùng các bạn hãy biết vợ của Tô Hữu Bằng là người như thế nào. Hóa ra cô chính là một người mà mọi người đều là quen biết, là ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng đời tư của Tô Hữu Bằng lại khá kín tiếng. Một số người nổi tiếng thích phô trương và một số người lại rất kín đáo. Nhiều người nổi tiếng đã bị công chúng và truyền thông làm phiền sau khi chuyện của gia đình họ bị phanh phui. Vì vậy, không ít nghệ sĩ giấu giếm chuyện riêng tư. Họ không bao giờ phơi bày hoàn cảnh gia đình của mình với mọi người vì sợ mọi người sẽ bị tổn thương. Trong số đó có Tô Hữu Bằng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên Hoàng Châu Cách Cách đã kết hôn nhiều năm, nhưng chỉ có một số người trong giới biết thông tin gia đình của anh. Có thể nói, Tô Hữu Bằng của hiện tại chính là một trong những ngôi sao kỳ cựu trong thế giới giải trí, showbiz và bên cạnh Triệu Vy, Lâm Tâm Như. Không chỉ thành công với âm nhạc, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn rất nhiều tác phẩm của truyền hình vài năm gần đây. Anh còn chuyển hướng sang làm đạo diễn với tác phẩm Đầu Tay, Tay Trái. Sự nghiệp hoành tráng, tài sản tiền tỷ, nhưng đến bây giờ, Tô Hữu Bằng vẫn thông báo kết hôn. Ở tuổi 50, nhiều người lo lắng vì anh mãi chẳng chịu yên bề gia thất. Tuy nhiên, nhiều mà người không biết chính là không chỉ là sự nghiệp mỹ mãn mà đường tình cảm của anh vô cùng suôn sẻ. Không có quá nhiều cẩu huyết, ngược lại có chút ngọt ngào đời thường cùng với người yêu. Theo một số nguồn thông tin tiết lộ rằng, Tô Hữu Bằng thực sự đã lấy vợ từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, anh giấu kín thông tin này với tất cả mọi người. Nhiều người bắt đầu lùng sục về thân thế của bà xã tin đồn của Tô Hữu Bằng. Sau bao nhiêu năm, vợ của Tô Hữu Bằng cuối cùng cũng lộ diện. Hóa ra, vợ của Tô Hữu Bằng không phải là minh tinh nổi tiếng, nhưng lại là người rất quen với các fan. Cô chính là Emmy, quản lý của Tô Hữu Bằng. Vì là người theo sát Tô Hữu Bằng bao lâu nay, nên cả hai nảy sinh tình cảm và bí mật kết hôn. Sau khi biết tin, một số dân cư mạng đã bình luận rằng thật sự hy vọng rằng cả hai sẽ có một đám cưới thật hoành tráng để thỏa mãn sự mong chờ của người hâm mộ.